Đây những lá sen khô như thế này nè, mà chú Bảy ông gáp hình, gáp lại hình chân dung với mấy bức tranh rất là đẹp. Là chú làm khoảng bao lâu chứ? Một bức nếu mà đơn giản về làm khoảng 3 ngày. 3 ngày. À, còn chân dung làm 5 ngày. Chân dung là 5 ngày. Ừ. Quá nghệ thuật quá đẹp. Ô, có ông bắt hình so đó nè. Trời ơi. Cái này mà ông gặp là ông phái dữ dằn luôn. Chân dung bằng cái này gọi là bằng sơ sen. Sơ sen với bụi. Bờ sơ sen với bụi sen. Bụi sen. Ừ. Cái này giống thiệt luôn. Bụi sen nè. Còn này là sơ nè. Nhà mình bạn ăn làm rồi nữa nè. Wow, bức tranh này giống Đàm Vĩnh Hưng quá à. Trời ơi. Bằng cái bụi của lá sen quá chú. Cái đó bụi. Cái bụi hợp cát lá sen. Số lá sen mà mình bị dập nát đó. Dạ. Thì mình tận dụng mình cài ra cái thể loại đó. Cái nào nguyên thì mình chơi theo nguyên. Rồi cái nào cái sơ mình chơi theo cái sơ. Cặp xíu này chắc là bằng chàm, nhìn này là chắc bằng chàm. Làm trước thì làm này. Lâu lắm rồi ha. Chanh này lâu. Quá nghe thật. Mình cũng đam mê mấy cái này lắm nè. Ồ, là bức chanh. Cái này bằng lá chàm, chim. Tất cả những bức chanh này đều là lá chàm với lá sen hết hả chú? Ngoài ra nó còn... Ở trên là chàm, ở dưới là sen. Dạ. Mấy cái chanh dung có hồn quá. Lá chàm. Ôi chân dung ông này ông gì con quên tên rồi. Võ Nguyên Giáp. Mà cái đó thấy. Tôi cũng không vừa lòng người ta mua tôi không có bán. Bức tranh này con thấy trên báo nè. Ôi, ông Trịnh Công Sơn cũng giống. Ôi ơi chanh chân dung các bụi. Về quay chú hả chú? Ở thì đại trình quê quá đẹp. Đâu đâu cái sơ sen đâu chú? Đây đây. Dạ cái đó đó ha. Sơ lá sen nói chung là nguyên này sơ lá sen với bụi sen. Dạ. Ừ. Quá đẹp chân dung của ông Nguyễn Phước Trọng. Nguyễn Phước Trọng. Ừ. Giống thấy hệt luôn á. Hồi kết Zalo bắn qua. Dạ con thấy giống hệt luôn á. Này là của ông Phúc là lá sen. Ôi ôi. Giao gọi luôn hả chú? Giao rồi. Ôi ôi giống hệt ông Nguyễn Trọng Phúc nè. Ủa? Ừ, là Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Xuân Phúc chứ. Ừ. Ồ mấy bức tranh. Đây hình Võ Nguyên Giáp nè. Được làm bằng sen với chàm. Quá sống động. Bây giờ vậy, ông ở nhà con rể con với con gái con tiếp nha. Có địa chỉ trên chú chuẩn bị giao hàng cho người ta. Bức tranh gì là nhiêu chú? Bức này là 1,5 triệu nè. Chịu cái này là quá chuẩn đẹp. Bị giao cho người ta nữa nè. Bức nào chú? Cái này là người này đã mất rồi. Rồi bây giờ về qua. Dạ. Mấy bức tranh này chú làm lâu chưa chú? Cái đó đầu tay. Cái này đầu tay là đầu tiên luôn á. Mấy bức tranh đầu tiên chú làm à? Võ tràm. Rồi đầu nói tiên. Chung là nó không đạt tiêu chuẩn, người ta mua tôi không bán. Trời ơi con thấy gì là quá đạt quá chuẩn. Không, trong nghề thì trong nghề chú biết ha. Ừ, tôi làm cái khác tôi giao rồi.
mấy đó mình làm đồ đây. Cái này hình ảnh ra nghệ thuật, mình gọi cái tên của cái này là cái gì chú? Cái sơ sen. Sơ sen. Sơ sen làm. Sơ sen thì nó có nhiều dạng, cái này bụi sen. Làm chân chung dữ thiệt. Để tôi lấy máy rồi tôi đưa cái sơ sen cho chú coi. Có thể là quá nghệ thuật. Thấy đơn giản mà phong cảnh đẹp quá đẹp. Bức tranh này của chị đặt hả chị? Dạ của em ạ. Ồ rồi tranh hai con xíu. Dạ. Tranh này hai con xíu hả chú Bảy? Ừ. Tượng trưng của Đồng Tháp. Tượng trưng Đồng Tháp quá đẹp. Bằng lá sen quá hả chú Bảy? Lá sen cái bộ nhuyễn nhuyễn đó là bụi của lá sen á, lá sen mình dò ra. À. Thân này là còn cái mấy cái này là mấy cái bụi của lá sen. Của lá sen. Dạ. Còn ở dưới đây là cái phần sơ của lá sen. Dạ, quá trời đẹp luôn thơ. Kéo ở đâu? Đây là cái bảng hiệu của chú Bảy Nghĩa. Cho cái thằng mà Ba Lan với tiệp khắc là 4 tấm rồi nó mới giao tiếp 2 tấm nữa. Rồi giờ nó đặt lại 2 tấm nữa của mẹ, hai mẹ đang làm đắng hình như là dám Hàn Quốc đó. Mình giao nước ngoài gì có tiền cao không, cao không? Mình lãnh bằng tiền đây là 2,5 triệu. À vì là bên rồi mấy người kia nó giao bán người là... Việt Nam mình đặt. À. Nhưng mà ngay vừa người Việt Nam mình lợi nhận tranh rồi nói là cái này về tới bển 2-3 ngàn đô. Ừ, chuyện ta lợi như ta lợi. Ừ, anh thua đặt mình thôi ha. Ừ ăn thôi đây mình 2,5 triệu. Nghĩa là người ta có an tâm mới đặt. Dạ. Chuẩn bị vô khung hả chú? À, giờ vô hộp. Dạ dạ chú vô. Hai con xíu quá đẹp. Trên tỉnh mới đặt cái hổ bự quá, tám thất thước mốt, cũng xíu. Trời ơi, cô nào được tặng cái chanh này là quá ngon rồi. Dạ. Cô em cũng nổi tiếng của trường đại học Cần Thơ. À, đại học Cần Thơ ha. Rồi thôi, vậy chúc em học tốt nha. Dạ, chú năm nay nhiêu tuổi vậy chú? Tôi Lê Văn Nghĩa, 61 tuổi. Dạ, chú làm cái nghề này lâu chưa chú? À, 4 năm rồi, mà cái nghề dễ thì nghề hồi nhỏ. Nó mới chuyển qua lá sen với vỏ tràm là 4 năm. Mới có 4 năm mà mấy cái tác phẩm làm quá đẹp luôn. Nhưng mà là tôi đã quả hình từ hồi nhỏ rồi. Dạ, là quà làm cái quẹ, cái nghề quả là từ lúc nhỏ. À, hồi nhỏ hồi chưa đi học luôn. Dạ, rồi ngưng thời gian rồi chú mới đảo lại là làm cái nghề qua cái nghề mà làm bằng lá. À, có ngưng thời gian là mộc nữa. Từ lúc đó dân mình là cũng không có chơi trình độ thưởng thức cái nghệ thuật lắm. Dạ. Là cái tiền cũng có lo cái bao tử nhiều hơn. Giờ dân mình khá rồi người ta mới. Dạ giờ này chú bạn đi họp rồi ha. Rồi dịp khác con có thể ghé ngồi trò chuyện với chú được lâu hơn ha. Rồi. Bây giờ dạ. Ở nhà ngồi nói chuyện với để tôi đi. Nó dạ, dạ, hỏi rồi. Gì nó trả lời còn sau không tôi nữa. Dạ. Con cảm ơn chú ha. Rồi. Đây những lá sen khô như thế này nè. Mà chú Bảy ông gáp hình. Gáp lại hình chân dung với mấy bức tranh rất là đẹp. Đây.